Duy xin chào tất cả các anh chị em. Thì hôm nay bên Duy vừa về chiếc Hyundai Grand i10 bản số tự động 1.2 đời 2018. Chạy rất ít nha các anh chị. Xe là một chủ mua mới từ đầu, mới chạy có 13.000 km thôi. Nội ngoại xe là còn cực kỳ đẹp luôn, như mới. 4 lớp zin theo xe. Còn cực kỳ dày luôn nha các anh chị. Xe thì cũng có gương chiếu hậu gập điện, có tích hợp xi nhan luôn. Và có tích hợp nút cây let go tiện lợi trên tay mở cửa. Đây Duy sẽ quay phần bên khoang lái trước. Tắp bi cửa là cũng không có trầy xước gì cả. Đây phần ghế lái đây, còn cực kỳ đẹp luôn. Ghế hai tông màu. Vô lăng thì như mới luôn, không có một vết bóng hay là bị phai màu luôn. Xe chạy 13.000 km chuẩn nha các anh chị. Bên Duy bán xe là cam kết không tua đồng hồ. Đây là có màn hình. Và đây là cần số đây. Các anh chị xem, cần số không khác gì xe mới luôn nha. Ghế phụ cũng vậy. Nói chung nội qua hết xe này là như mới. Chủ xe sử dụng rất là kỹ, đi ít nữa, nên xe cực kỳ đẹp luôn. Gương chống chói điện, có tích hợp màn hình camera lùi. Rồi chúng ta cùng xem hàng ghế sau luôn. Đây Duy quay gần cận cảnh cho các anh chị cùng xem. Xe này thì cũng đã được lót sàn, dán phim. Có cảm biến lùi luôn. Lớp dự phòng là chưa lăn luôn nha anh chị. Xe này chạy rất là ít. Đây lớp dự phòng chưa lăn. Chúng ta lấy về thì xe này yên tâm sử dụng. Mức giá cũng rất là hợp lý, 348 triệu đồng còn thương lượng. Cực kỳ đẹp. Bên Duy bán xe có cam kết là không đâm đụng, không ngập nước. Động cơ hộp số là chưa qua đại tu, không tua đồng hồ km. Keo chỉ là nguyên zin nha anh chị. Bao test và bao vận chuyển toàn quốc. Thì các anh chị quan tâm thì hãy liên hệ với Duy qua số điện thoại là 0908 779 773 thì Duy sẽ hỗ trợ tối đa cho các anh chị. Duy xin cảm ơn tất cả các anh chị đã xem hết video của Duy. Duy xin chào tạm biệt ạ.